siêu mang. Anh cha khớp bàn lục lạc tầm đen, bóng sen lá dầm dây cương nhộn hông. Cái rồi anh bình ồng hòa là đưa ý anh đưa nàng, đưa nàng. Anh khớp cái kiểu gian. Anh cha khớp bạc chết con ngựa ngựa ngựa. Lục lạc đồng đen, bút sen lá dầm, dây thương nhuộm thắm trắng coi anh bịch đồng thò. Là đưa ý đưa nàng, đưa nàng, anh đưa nàng về dinh. Là đưa ý ta đưa nàng, đã đưa nàng về dinh. Anh đưa nàng là ý đưa anh, đưa nàng, đưa nàng, anh đưa nàng về dinh. Khớp không? Người cánh xa côi nguồn. Gian tấu. Người cánh xa côi nguồn. Gian tấu. Người cánh xa. Cái trái đó. Ủa? Hai em ơi, chị hiện hồn về đây là để cảm ơn hai em đã đến thăm nắm mồ của chị. Ở dưới giếng sâu chị đầu chị rí, giờ đã có hai em chị sung sướng vô cùng. Trời ơi. Hay quá. Xuống dưới đi em, mình cùng mở tiệc ăn mừng. Kìa, sao mặt mày em lại xanh xao như vậy? Kìa, sao mặt mày em lại xanh xao như vậy? Nhìn chị như vậy chứ chẳng phải là ma. Hỏi đi, chị là gì? Chị là gì vậy? Là quỷ. Thôi nổi vào nhà thôi. Mời anh năm nay đi đâu? Anh giống xuồng, anh đi giăng câu. Cây thối tiêu vào người cánh đồng sâu. Anh cắm cây xào nghe sóng rì rào, gió dạt dào. Em hỏi anh sao đi giăng câu. Sao hỏi mày vậy? Em hỏi anh đêm nay đi đâu. Nhạc em chung bài, chung bài, chắc chung bài. Cho nghe nhạc remix không à? Thì nhìn thấy anh nè. Đây. Ban nhạc, chuẩn bị. Vô. Chim vui quầy ăn trái quay. Chim vui quầy ăn trái quay. Nhãn ơ lòng ơ nhãn ơ lòng. Ai không? Liên chồng vợ chồng ơ mà quen hơi. Chim ơi quá. Chim xa. Chim ơi chim xa rừng. Thì chim thương nhớ núi non. Người cánh xa cội nguồn. Người cánh xa cội nguồn. Ôi đâu, ai đâu còn có gì buồn hơn. Ai đâu còn có gì buồn hơn. Ai đâu còn có gì buồn hơn. Chim quay chợ quay quần ăn trái quay nhãn. Chim quyên quầy ăn trái quay nhãn ơ lòng. Ơi con bạn mình lòng. Ơi con bạn mình ơi. Lía thía quầy quen trái quay. Vợ ơi chồng. Vợ ơi chồng. Ơ mà quen ơi. Côi nguồn. Gian tấu. Người cánh sắt. Côi nguồn. Gian tấu. Người cánh sắt. Cái trái đó. Ủa, người ta đang hát mà. Trái là gì vậy? Trái vô mà. Hai. Người
Ủa? Xong ba. Xong rồi. Đâu lại. Một, hai, ba, vô. Hấp con ngựa, ngựa ô, anh cấp. Khóc cái kiểu ô, anh cha khóc ô. Mất dầm, ngầu quá. Thấm cái rồi anh bệnh đồng thòa. Khóc con ngựa ô, khóc con ngựa ngựa ô. Ô anh khóc cái kiểu màng. Anh cha khóc bàn lục lạc đồng đen. Bóc sen lá dầm dây cương nhộn hông. Rồi anh bình ông hòa là đưa ý anh đưa nàng ngựa ô anh khớp cái kiểu gan anh cha khớp bạc chết con ngựa ô bước lạc đồng đen bước sen lá dầm dây thương nhuộm thắm trắng coi anh bình đồng hòa là đưa nàng anh đưa nàng về dinh anh đưa nàng về Vinh. Khớp con. Ủa sao chú ơi, chú để qua chú thấy cái miệng con cứ khớp ngựa ô quá. Em thấy anh nói khớp với em. À. Nhưng mà hình như là Vy không hát khớp với mình. Mà có thấy xuống này là khớp ngựa ô. Em thấy mình mới hát cái khúc này là bả nhảy cái khúc này rồi. Ủa tại vì em cái lời người ta tới đây là mà em nhảy xuống tới đây rồi. Nhưng mà không phải con cứ khớp ngựa ô là ok. Khớp ngựa ô nhưng mà đồng đội không có khớp nha. Làm hết trơn rồi. Thật sự ra là đội nào cũng làm anh nhức đầu á. cũng làm hoang mang trong suy nghĩ. À, thứ nhất là nhịp và các bạn là dường như là đúng rồi. Thông cảm với các bạn đeo tai nghe các bạn không có theo nhịp được. Có bạn vô câu đầu thì đâm hơi liền, đó là Trường Giang. Không nghe gì luôn á. Nhưng có một đội là phần đầu loạn choạn, phần sau thì có thể thông cảm về cái nhịp được, hát rất đều. Đó là đội Lý Chim Quyên. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Thầy không? Thầy không? Thầy có lộn không? Các bạn mà hát mà bài Lý Quả Kêu mới xuất sắc. Là mình. Đúng rồi. Yeah. Mới là xuất sắc. Yeah. Trời ơi, em thích anh quá, anh thích quá. Trời ơi, anh đỉnh dễ sợ. Phải định mừng mọi người. Cái lần khi mà kết hợp lần hai á là các bạn này là hát rất là nhịp nhàng mặc dù bị trôi nhạc. Thưa đội anh, nào cũng trôi nhạc hết. Thưa anh, đó là tại vì tụi em đeo. Chứ đội em mà ba người mà không đeo được cũng được. Hai thử nè, hai ba. Khớp con ngựa ô anh khớp. Anh khớp. Khớp luôn á. Bài hát nó khớp mà hát không khớp anh ạ. Nói chung là các bạn đã chiến thắng và được một mảnh ghép từ chương trình. Yeah. Chúc mừng đội Lý Quả Kêu đã nhận được mảnh ghép của chương trình. Mở rương thần. Wow. Ủa sao wow. Cảm ơn mọi người. Yeah. Một lần nữa xin được chúc mừng Dương Lâm, Bích Phương và Isaac. Trong suốt hành trình ngày hôm nay, cả ba đội đã thi đấu rất cân tài cân sức. Xin được chúc mừng cả ba đội đều đã giành được mảnh ghép cho mình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc đã dành thời gian quý báu đến với chương trình. Và xin được cảm ơn ban nhạc đã hỗ trợ các đội. Còn bây giờ, xin mời mọi người di chuyển để dùng bữa tối ngày hôm nay ạ.
Đây. Wow, đây 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 đây. Wow. Ăn kèm với cơm. Gạo đây. Ở đây á, cái món đáng ăn nhất là cái món này. Vậy đây chắc chắn này, ở đây chưa ai được ăn luôn. Gì ăn? Dạ, cái nào món gì ăn? Mắm cua gạch. Mắm cua gạch. Đây. Wow. Mọi người ơi, mọi người phải thử cái mắm cua gạch mới được. Nó rất là thơm nha. Ngon quá à. Mắm ngon đỉnh luôn á. Mà nó không giống ba khía nha, đúng không? Ba khía thì nó có một cái vị nó ngọt. Em thấy ba khía hình như mặn hơn cái này hơn, đúng không? Nó ít tanh hơn nữa. Cái này là gỏi. Gỏi gì ạ? Gỏi tôm thịt. Gỏi bông bần. Gỏi bông bần. Thịt thì rất là mềm nha, cái bông bần lại rất là thơm, ngọt ngọt nhẹ nữa. Cái càng cua này là em ăn được hết miếng cơm luôn đó nha. Cá thòi lòi. Cá thòi lòi nữa. Thử không? Thử nha. Tôi mặt nó tôi sợ nhiều răng quá. Em ăn, em rất thích. Trời ơi, mọi người ăn với khô hả? Ngon xỉu lên, xỉu xuống. Tại vì gạo này là gạo SC25, là gạo ngon nhất thế giới á. Gạo Việt Nam mình á. Gạo của Việt Nam mình mà ngon nhất thế giới á. Ngon thì nó dai dai, gạo dai nữa. Mọi người ơi, mọi người thử cái lẩu này nè. Cái canh này nè, canh chua chứ không phải lẩu mắm. Nó ngon lắm, có cái ngát. Ai cũng biết em ơi. Ủa, nãy nó lẩu mắm hả? Không, anh nói, anh tưởng. Em dạy rồi. Anh. Dạ, anh ăn đi, em múc anh ăn nha. Trời ơi, ngon quá mọi người ơi. Quá ngon, xuất sắc. Xin cảm ơn ekip vì một bữa ăn quá tuyệt vời. Sau một ngày chơi quá nhiều game. Ăn xong là ngủ hoặc là ngon đi. Mai nó một hành trình tiếp theo hay hơn. Nhưng mà hơn. Em hy vọng là mọi người về hãy tắm lại 3 lần nước nữa cho hết mùi sình nha. Anh Lâm ơi, hôm nay cũng mệt rồi. Mong là ngày mai anh đừng đè đầu cái cổ bọn em nữa. Mai em về luôn đi cưng. Mai em về luôn đi cưng. Trời, cũng ngon nha mọi người.